Vâng, xin chào mọi người. Thì buổi sáng nay rất là đẹp trời. Nay anh em mình sẽ làm video về hai bé chó. Em đực tên là Malon, em cái tên là Tốt Ca. Thì hai em này nữa là quốc tịch Đức luôn nha mọi người. Hai em chó nhập luôn. Vâng, hai em chó nhập, giấy tờ nhập đầy đủ luôn ạ. Em đực Malon và em cái Tốt Ca. Em cái Tốt Ca kia nó là em gái của Thilo. Đó. Vâng. Đây, em gái của Thilo ạ. Em gái của Thilo và em được Malon. Đó. Thì nay em làm video này để cũng là muốn chuyển nhượng cho bác nào thích cái hàng nhập đẹp để mình sở hữu nuôi cho nó chất lượng. Đó, thì em bán để nhập cái con giống mới về cho trại. Cái sản lượng cho con của cái Malon, cái con giống của Malon bên trại khá là nhiều rồi. Thì em cho hai bé đi được đổi chủ, hy vọng được đổi chủ để nhập thêm con giống mới về tạo thêm nguồn giống mới cho trại. Vâng, hai bé đều là nhập hết ạ. Vâng, và hai cái bé này thì nó giá mong muốn của trại được bán nó rơi vào tầm 100 triệu. Đó. Anh chị, cô chú, bác nào mà thích cái chơi cái dòng đẹp, hàng nhập đó, thì liên hệ bên em qua số điện thoại 0901 392739 để biết thêm thông tin chi tiết về các bé. Vâng, em được Malon và em cái Cốt Ca. Em gái của Thilo đấy ạ. Đợt đấy là nhập cùng Thilo cũng về Việt Nam cùng. À, hai con giống rất là chất lượng. Hoàng quốc tịch ngoại quốc. Anh chị, cô chú nào mà có nhu cầu liên hệ với bên em để được sở hữu hai con giống chất lượng. Và các bé thì nó lớn rồi, sức khỏe nó rất là tốt, cái chế độ ăn uống nó cũng bình dân thôi. Bên em chỉ có cho ăn cổ đầu gà hoặc là gan phổi heo thôi. Chế độ ăn rất là bình dân.
Vâng, đực nhập và cái nhập. Anh chị cô chú bác nào mà yêu thích cặp đôi này thì liên hệ với bên em. Vâng, một cặp đôi này giá là 100 triệu đó. Bác nào ưng thì liên hệ với bên em. Bên em hỗ trợ ship tận nơi cho mọi người luôn. À, anh chị cô chú nào có yêu thích cặp đôi này thì liên hệ với bên em nhé. Em xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành trong chạy cùng chạy trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.